Bạn đang được sống trong một thành phố phồn hoa, nơi bạn được sống trong một xã hội hiện đại và văn minh. Và tại cuộc sống phồn hoa đó, sức khỏe của bạn bị ảnh hưởng một cách nghiêm trọng. Và một ngày trung bình, cơ thể bạn cần từ 1 cho tới 2 lít nước. Vậy nếu như nguồn nước đó bị ảnh hưởng thì sao? Ngay lúc này, bạn cần để ý nghiêm túc tới sức khỏe của chính bản thân mình và tìm ra một nguồn nước trong sạch và an toàn. Máy lọc nước Sejin Aqua, một phong cách sống khỏe. Máy lọc nước Sejin Aqua sử dụng màng siêu lọc UF hoàn toàn mới, lọc sạch vi khuẩn có kích thước cực nhỏ từ 0,1 đến 0,001 micron. Uống trực tiếp, giữ nguyên được khoáng chất, không dùng điện, không bình chứa chống tái nhiễm khuẩn, bảo hành 36 tháng. Chỉ với một chiếc máy lọc nước nhỏ gọn và tinh tế như thế này thôi, nhưng ý nghĩa mang lại cho cuộc sống của chúng ta lại vô cùng to lớn. Sức khỏe có đảm bảo thì mới mang lại cho chúng ta một cuộc sống viên mãn. Chính vì lẽ đó, Sejin Aqua, một thương hiệu máy lọc nước hàng đầu Hàn Quốc đã có mặt trên 50 quốc gia trên toàn thế giới, cung cấp cho bạn một nguồn nước an toàn và tinh khiết. Có lẽ không phải sử dụng quá nhiều từ hoa mỹ cho sản phẩm này, chỉ hai từ thôi: an toàn, tiết kiệm. Máy lọc nước Sejin Aqua có khả năng loại bỏ clo dư thừa trong nước, đá vôi, arsen, amip. Vậy điều gì khiến chiếc máy nhỏ gọn này trở nên ưu việt như vậy? Máy lọc nước Sejin Aqua, máy lọc nước tiên tiến sử dụng màng siêu lọc UF. Màng lọc UF là màng lọc vượt trội nhất hiện nay, cho phép loại bỏ 99,9% các loại vi khuẩn, virus và các tạp chất gây bệnh. Hơn thế nữa, nó còn được giữ lại nguyên khoáng chất có lợi cho sức khỏe. Thiết kế nhỏ gọn, hoàn toàn thích hợp cho không gian nhỏ. Sejin Aqua làm sạch nước với tính thẩm mỹ cao, chắc chắn sẽ mang lại sự thanh lịch và phù hợp với mọi không gian trong gia đình của bạn. Chiếc máy lọc nước thông thường phải dùng điện và tốn nước thải. Ngoài việc phải bỏ ra một khoản tiền để sở hữu nó, quý vị sẽ phải trả một nguồn chi phí tiền điện hàng tháng cho chiếc máy hoạt động. Nhưng với máy lọc nước Sejin Aqua thì các bạn có thể hoàn toàn yên tâm. Máy lọc nước Sejin Aqua không sử dụng điện, không nước thải và giữ nguyên khoáng chất của nước. Điều này đồng nghĩa là nó giúp cho gia đình bạn có thể tiết kiệm hơn về mặt tiền bạc cũng như đảm bảo sức khỏe. Và chúng ta đều biết rằng việc sử dụng nước thải sẽ khiến cho chiếc máy trở nên linh tỉnh và hấp dẫn hơn. Mọi linh kiện đều được nhập khẩu nguyên chiếc 100% từ Hàn Quốc. Vì vậy, mọi khâu sản xuất, lắp ráp, bảo quản, đóng gói đều theo tiêu chuẩn chặt chẽ của Hàn Quốc để cho ra sản phẩm an toàn, đảm bảo nhất. Máy lọc nước Sejin Aqua đảm bảo các yếu tố an toàn, chất lượng tuyệt hảo. Máy lọc nước Sejin Aqua sử dụng màng siêu lọc UF hoàn toàn mới, lọc sạch vi khuẩn có kích thước cực nhỏ từ 0,1 đến 0,001 micron, có thể uống trực tiếp, giữ được nguyên khoáng chất của nước, không dùng điện, không nước thải. Với máy lọc nước Sejin Aqua, bạn có thể uống nước trực tiếp, đảm bảo lọc sạch vi khuẩn, virus gây bệnh. Hơn thế nữa, còn giữ lại được nguyên khoáng chất rất tốt cho sức khỏe. Máy lọc nước Sejin Aqua không dùng điện, không sử dụng nước thải, giúp bạn tiết kiệm chi phí hàng tháng. Đặc biệt, máy lọc nước Sejin Aqua có thiết kế nhỏ gọn, sang trọng, giúp tô điểm thêm vẻ đẹp cho căn phòng gia đình bạn. Để giúp cho gia đình của quý vị và các bạn có thêm sự lựa chọn, thì thương hiệu máy lọc nước Hàn Quốc Sejin Aqua cung cấp cho quý vị và các bạn hai mẫu model sử dụng như sau: Sejin Aqua thường kết hợp với không gian bếp. Máy lọc nước Sejin Aqua AQ01 uống trực tiếp sau khi lọc, tốc độ lọc 1,15 lít trên 1 phút, không sử dụng điện, không tốn nước thải, hiệu suất lọc cao, an toàn tuyệt đối cho sức khỏe. Thiết kế ấn tượng, gọn nhẹ, vỏ nhựa cứng, thẩm mỹ cao, thích hợp cho không gian bếp, giúp tiết kiệm diện tích sử dụng, đạt tiêu chuẩn ISO 9001:2008 và ISO 14001:2004 và các chứng chỉ do Bộ Y tế Việt Nam, Hàn Quốc và FDA Hoa Kỳ bảo hành 36 tháng, giá bán 4.999.000 đồng. Và đây là mẫu nóng lạnh rất thích hợp cho những phòng khách sang trọng. Máy lọc nước nóng lạnh JCP1200, máy có chiều cao ngang với tầm người dùng, đảm bảo thuận tiện sử dụng. Thiết kế của máy rất chắc chắn, màu sắc đen bạc, tinh tế, rất phù hợp với không gian trong văn phòng, gia đình của quý khách. Dung tích bình nóng 2,1 lít, dung tích bình lạnh 3,4 lít, công suất lọc 30 lít trên 1 giờ, điện năng tiêu thụ 0,5 ampe, 430W, giá mới 13.499.000 đồng. Tất cả sản phẩm của chúng tôi đều đạt chứng chỉ về chất lượng an toàn của Bộ Y tế Hàn Quốc và Bộ Y tế Việt Nam, cũng như tem xác thực ở góc trái phía trên thân máy, cùng với logo dập nổi vào thân máy cũng như lõi lọc. Máy lọc nước Sejin Aqua AQ01 có hai màu sắc cho bạn lựa chọn: đỏ trắng, không dùng điện, không nước thải, công suất lọc 1,15 lít trên 1 phút, thích hợp với không gian bếp, giá bán 4.999.000 đồng, bảo hành 36 tháng. Máy lọc nước JCP1200, màu sắc đen bạc, thiết kế tinh tế bắt mắt, thích hợp với phòng khách hiện đại sang trọng, có hai đường nước nóng lạnh, công suất lọc 30 lít trên 1 giờ, giá mới 13.499.000 đồng, bảo hành 12 tháng. Từ đây, bạn có thể hoàn toàn yên tâm về một sản phẩm nhỏ gọn và tinh tế như thế này thôi, nhưng ý nghĩa mang lại cho cuộc sống của chúng ta lại vô cùng to lớn. Và có sức khỏe, bạn có thể thực hiện được những dự định cũng như ước mơ trong tương lai của chính bản thân mình. Và điều mà Quốc Anh muốn gửi gắm tới bạn đó là bạn hãy trở thành một người tiêu dùng thông thái. Lựa chọn một chiếc máy nhập khẩu từ Hàn Quốc có tên mát và chất tính rõ ràng, tuy là có giá thành cao hơn một chút, nhưng nó sẽ là người bạn tốt nhất, đảm bảo cho sức khỏe của chính bạn. Chính vì vậy, ngay lúc này Quốc Anh rất muốn bạn thực hiện ngay điều đó.
Máy lọc nước Sejinaqua AQ01 có hai màu sắc cho bạn lựa chọn, đỏ trắng. Không sung điện, không nước thải, công suất lọc 1,15 lít trên 1 phút, thích hợp với không gian bếp, giá bán 4.999.000 đồng, bảo hành 36 tháng. Máy lọc nước JCP1200, màu sắc đen bạc, thiết kế tinh tế bắt mắt, thích hợp với phong cách hiện đại sang trọng, có hai đường nước nóng lạnh, công suất lọc 30 lít trên 1 giờ, giá mới 13.499.000 đồng, bảo hành 12 tháng.